Phụ nữ Pháp, đặc biệt là những cô gái Paris, luôn nổi tiếng toàn cầu về sự quyến rũ và thanh lịch của họ. Phụ nữ toàn cầu đều đặt câu hỏi là điều gì bí mật tạo nên sự quyến rũ thanh lịch của những cô gái Paris đó? Và nếu như bạn cũng là một tín đồ thời trang, một người đang theo đuổi hình mẫu thanh lịch và quyến rũ, thì video mà Trạm Nghiền Ngẫm mang đến hôm nay sẽ giải đáp cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn vẫn luôn thắc mắc tại sao phụ nữ Paris lại thanh lịch đến như vậy. Coco Chanel, chủ thương hiệu đồ hiệu xa xỉ Chanel đã từng nói, cách duy nhất để không bao giờ bị thay thế là phải trở nên thật khác biệt. Coco Chanel dứt khoát là người phụ nữ thanh lịch nhất hành tinh. Còn ai nữa nhỉ? Catherine Deneuve, minh tinh màn bạc Pháp. Tất cả mọi người phụ nữ ở Paris đều mong muốn được giống như người phụ nữ Paris này. Bà đã chứng minh rằng sắc đẹp cũng phi thường như chính bản thân bà. Không thể có một sức nặng to lớn nếu thiếu đi sự lôi cuốn từ tinh thần, mà cụ thể hơn là sự thông minh và hài hước. Sức thu hút tự nhiên của bà đã làm nên cảm hứng cho vô số nhà làm phim lớn nhất trên thế giới. Hai người phụ nữ này đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp Pháp. Vậy đâu là bí quyết tạo nên vẻ quyến rũ của các cô nàng Paris? Bí quyết đầu tiên, tự tin, tự tin và tự tin. Một cô nàng Paris lúc nào cũng trông thật tự tin ở mức thượng thừa. Sự tự kiêu bất trị của một cô nàng đang sinh sống tại trung tâm thế giới. Nàng thể hiện sự tự tin khi sải bước dài trên phố, lênh khênh trên đôi giày cao gót mảnh dẻ, vượt qua cả đèn đỏ khi băng qua đường. Thế đấy, giờ bạn đã biết rằng những cô nàng Paris không thích phải chờ đợi. Russell đã từng viết trong cuốn Nàng Helios mới của ông thế này, thời trang thống trị các tỉnh lẻ, nhưng những cô nàng Paris lại thống trị thời trang. Ở Paris, có luật bất thành văn rằng bạn không bao giờ được mặc trang phục thể thao ra ngoài phố, không được phép đi săn đan, không mặc trang phục hở hang và màu sắc sặc sỡ. Các cô gái Paris tránh xa mọi thứ trang phục lấp lánh, màu sắc quá mức. Phương châm của các cô là đơn giản, cân bằng, luôn đi theo gam màu trung tính. Trang điểm rất nhẹ nhàng như không, búi tóc trông hơi rối, trang phục phối tự nhiên giữa nghiêm túc và tự do là phong cách Paris. Thế nhưng, bất cứ cô gái Paris nào cũng chắc chắn không bao giờ dùng túi xách hàng fake. Túi xách hàng hiệu là món đồ quý cô nào cũng phải có, nhưng luôn sử dụng chúng với vẻ hờ hững không quan tâm. Với những cô nàng Paris, vẻ đẹp không bao giờ sinh ra từ sự tình cờ. Bí quyết thứ hai chính là tự do tư tưởng và cách sống độc lập. Một cô nàng Paris sẽ sống hết mình với ham muốn và sở thích của nàng. Nàng ghét những thói quen của đám đông. Vì thế, khi tối thứ bảy mọi người đi chơi thì với nàng là thời điểm tốt nhất để ngồi nhà và đọc sách hay nghe nhạc. Cô nàng Paris thật sự thích ra đường vào tối thứ năm. Còn trong chuyện tình cảm, cô nàng Paris không ngại về vấn đề tình bạn với người khác giới. Sự nhập nhằng trong một mối quan hệ không bao giờ làm phiền nàng. Nàng có những tiêu chuẩn rất cao trong tình bạn. Tiền là đề tài cấm kỵ trong trò chuyện với các cô nàng Paris. Tiền là điều gì đó thật bất lịch sự, kể cả trong thế giới hiện đại này. Nàng thích nói chuyện về những chủ đề lớn lao như bảo vệ môi trường, chính trị và giáo dục. Và không thể không kể đến những chén thánh của nàng Paris. Các cô nàng Paris có những nguyên tắc sống còn về một số thứ nhất định, ví dụ như tìm kiếm loại nước hoa mà nàng yêu thích, quy tắc bày bàn ăn và đốt nến, quy tắc đeo đồ trang sức và phối với quần áo, quy tắc khi đi ăn với đàn ông. Cô nàng Paris dứt khoát không thể thiếu sách. Các nàng đọc sách khi đi tàu điện, ngồi uống cà phê. Sách vở, âm nhạc và các triển lãm làm giàu đời sống tinh thần của nàng và tạo nên vẻ quyến rũ tinh tế. Cô nàng Paris từ khi còn trẻ đã không thích chạy theo xu hướng số đông, không thích phải suy nghĩ như người khác. Và đã là gái Paris thì nàng phải thích tranh luận, thích phản biện, hiển nhiên rồi. Làm phụ nữ ở Paris là công việc toàn thời gian. Đúng thế đấy, để trở thành cô nàng Paris đúng điệu, nàng phải học các quy tắc, luyện thói quen và hành xử khác thường. Và trên hết, phải học cách để tỏa sáng như một biểu tượng, phải trở nên kinh điển và độc nhất. Đó là cô nàng Paris chính hiệu. Vì bản thân nàng là phát ngôn viên của thành phố đẹp nhất thế giới, Paris. Để trở thành một cô nàng cá tính quyến rũ và mang biểu tượng của vẻ đẹp trường tồn với thời gian, thì các cô nàng Paris phải tuân thủ theo rất nhiều nguyên tắc. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình thì các cô ấy cần phải có thêm kiến thức, văn hóa và tính cách còn rất là cá tính nữa. Vậy thì các bạn có muốn trở thành một cô gái Paris hay không? Có muốn trở thành một biểu tượng về sắc đẹp hay không? Hay là chỉ muốn trở thành một cô gái bình thường, không bị ràng buộc bởi luật lệ, những nguyên tắc và những sự phán xét? Các bạn hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Trạm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.